Trung Kim ô tô chào anh em nhé. Hôm nay bác Hợi ở Tuyên Quang, bác ở chỗ nào Tuyên Quang bác? Huyện Yên Sơn Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang. Bác đến nhà em để phục dựng một chiếc xe win huyền thoại 100 với giá mức chọn gói là 25 triệu, là cách đây là khoảng 2 tháng rồi, trong năm em quay video bác rồi, nhưng mà hôm nay bác ấy tiện về Hưng Yên là bác bảo là bác sang nhà em, nhưng em bảo bác thì bác điện trước cho em, nếu bác điện trước cho em là em sẽ làm cho bác trong 3 ngày xong bác nhìn thấy luôn. Nhưng thôi bác cứ coi như đây, chiếc xe của bác đây, phục lên như này, đồ đạc như này, máy móc như này hết đây, bác nhìn thấy chưa? Thì bác cảm thấy cái máy móc đồ đạc này được chưa? Được rồi ạ. Bác nói to được một tí nha vì không mic. Được rồi đúng không ạ? Được rồi, ok. Đấy thì bây giờ tiếp tục là em hành trình, em đưa bác đi lên kiểm tra xe cơ bình đúng không? Ok, bây giờ anh em mình đi xe cơ bình nhá. Đây anh em này, cái bình này của bác đây nhá, em tư vấn luôn nhá. Đây là cái bình nô này, đây là cái bình zin này. Tích cho bác lại bác hiểu. Đây nhá. Từ đây bác phân vân giữa bình nô bình zin đúng không? Thì bình nô của em đây, nó rất là rẻ, đúng không? Mấy trăm nghìn thôi. Đấy, cũng phủ bóng bên trong sáng bóng. Nhưng bình zin thì em cái nào lại đắt tiền, nó nhìn bên trong là nó sáng. Nhưng bên trong đấy nhá, cũng là bình nô này. Và cũng là bình zin này. Này, cũng màu đen này, nhìn này. Đây, nhưng mà hàn rồi. Cái này có hàn rồi. Ví dụ thế, nhưng không thủng thì bọn em phải bả, khi ấy nó phải bả nhìn sạch sẽ cái bình này. Hay xong xuôi nó chỉ có, nếu bác tính là bác đi mua ngoài thị trường là tầm khoảng triệu đúng không, triệu hơn triệu, xong bác về bác hàn này, xong bác sơn lên nữa mất khoảng triệu rưỡi nữa, thế nào bán ra bảo lãi được bao nhiêu tiền đâu. Đấy, những bình này thì bác không lo này. Đấy, bình này thì dùng thì vip rồi. Nhưng đây đây bác nhìn cái bình đấy nhá, bình này cũng như là bình đấy, nhưng giá trị nó đã có thể nhân đôi lên rồi. Đây cái bình này sẽ đắt gấp đôi bình đấy, thậm chí gấp ba bình đấy. Tức là zin nó có loại nọ, có loại zin đẹp, zin xấu rồi. Để anh em không làm biết này. Các anh phải nhớ đây này, em sẽ lôi ra để hôm nay làm cái video luôn này. Cũng là bình zin. Đây. Như cái này cũng là đẹp này. Như cái này cũng đẹp này, chưa hàn lại này. Đấy, cũng là zin này, đủ các đầu. Đấy, đây. Chưa vết tất cả. Đấy. Còn bình lô này, em chỉ khuyên bác này này, nếu kinh tế bác có, bác lên vào bình thì sạch sạch đẹp đẹp một tí thì nó cái xe nó vuông vắn, còn không bác cứ dùng bình nô này thôi thì giá trị dùng rất là cao, ít nhất bác đi tầm khoảng 3 năm cũng không phải suy nghĩ chuyện thủng. Những bình này kể cả bác mua đất một đất là nhiều tiền đây vô tư nhé, nhưng có thể ngày mai nó thủng là chuyện bình thường, nhưng ngày mai nó thủng em phải bảo hành cho bác chứ không phải là em muốn nó thủng, đúng không ạ? Đấy, nhưng cũng có thể bác đi nửa tháng một tháng, có khi một năm xong mới thủng, có cái bác đi vài năm không thủng. Thế là tùy theo độ hên xui, vì đây mình nhìn thực tế tiền đâu đẹp lấy thôi. Còn những cái này em về vẫn đang sơn xi lại như mới hết. Đấy, kể cả bên trong lòng này phun cát bắn cát đấy, bác nhìn đấy. Còn cái khung đấy nó trắng bóc hết à. Không ngồi cái này. Vì khi bác nhận xe là bác sẽ hiểu. Còn bác từ Tuyên Quang xuống đây cũng rất là xa nên cho nên là em tư vấn là phải rõ ràng. Em còn thuận mua vừa bán. Đấy, bình nhà em rất nhiều đây, quay vào một cái. Rất nhiều luôn. Còn mang đi sơn góc kìa. Đấy, trên này đây này. Đấy, quay hết được. Đấy, rất là nhiều. Đấy. Còn đấy mang đi một lô, em đang ở dưới kia một lô mới mang đi tầm chục cái nhá. Chưa nói hôm nọ em quay một lô hơn 20 cái nữa. Nhưng lúc nào trong nhà cũng có tầm khoảng hơn 100 cái bình. Quan trọng là tiền thôi. Đấy, cũng là xịn nhưng tiền nào của ấy. Đấy. Bây giờ bác mua con xe mà có hai mấy triệu mà bác bảo cái bình nhiều quá thì nó cũng không đỡ. Nhưng bác bảo loanh quanh tầm 3-5 triệu là được rồi. Và quan trọng là bảo hành cho bác. Như cái bình này là như cái bình này nếu mang lấy full cái tem, bác lấy phải lấy cả tem này. À đây này, là cái em bên nhỉ. Đúng rồi. Còn nốt ra cũng được nhưng nó phí. Tôi không thích tem này. Thì thế. Thế thì bác đừng lấy cái bình này, đây bên lấy cái này. Đây. Đây lấy cái này, tội gì? Đây cái lòng sáng mà. Có cái này zip. Tôi chưa cho bác xem này. Nào mình trả sơn lại. Có cái lòng sáng chân là tí. Lòng sáng chân dẫn nó. Đây đây đây. Đây thôi nhá. Đây. Nè. Cái này chắc bác không chê được đâu nhá. Này. Đấy. Còn việc màu đen hay màu gì đấy là em có trách nhiệm cho bác. Kinh không? Cam kết chưa mấy thủng này. Đó, bác nghe này. Đó. Như cái bình này. Như bình này bây giờ nếu mà có trách nhiệm cả
em bán ra ngoài thị trường là nói thẳng luôn là hơn 4 triệu, nhưng mà bác phải tính tiền sơn này để cho bác biết đầu đầu. Còn em có trách nhiệm cho bác bao trong vòng 2 năm, 2 năm mà thủng em chịu trách nhiệm hoàn toàn. Chưa một vết gì, tất cả mộc hết. Còn bác thích sơn thì em sơn. Đây toàn hàng tháo xe ra đấy, bọn em mua đúng xe về ăn may cái xe thì nó có giá đâu. Thực ra cái bình nô anh em nhìn này nó đẹp mà, đấy, nó cũng đẹp mà, đấy, đẹp mà. Tự dưng mất tiền làm gì? Em không khuyên bác phải mua nhá, em chỉ tư vấn. Đấy, đấy bác thích còn nhiều cái khác đây, còn một cái đâu. Đấy. Đây đây này, bác thích này, đang đẹp sẵn này, chuyển màu luôn được. Ví dụ thế. Đấy. Em bảo rồi, cái bên trong em có trách nhiệm phải làm sạch cho bác, bác yên tâm. Để lâu rồi. Bình thì nhiều mà nhà em có thiếu không? Chào bác em. Đây này, không ai lấy con này được này. Con này là nhìn thì xấu thôi nhưng mà sơn lên đẹp này. Mà tầm tiền này. Đây con này sáng này. Bắt đặt ở đây thôi. Con này nóng sáng này bạn này. Này nóng con này sáng này. Bọn em chỉ lau phát là sáng. Nóng lên là sáng đấy. Đây là toàn bán phôi mộc. Xong xuôi hết. Tổng vàng cho bác là 5 triệu. Thì không bị thủng, không bị hàn. Rồi, nhất trí. Đấy cái đấy nhá. Thế thôi nhá. Đấy, vuông góc. Đây, bác nhìn này. Đây này. Tức là đây là giá này giả cá sơn cho bác rồi. Này. Bác nhìn này. Đấy. Con này nó là nguyên bản, chưa một vết sơn nào, ni lông vẫn sáng chín này. Đấy. À. Đấy. Chưa một hàn đá này. Đấy, chốt bác con này nhá. À, có nhiễm cả sơn lên cho bác. Tính trừ đi là còn vào 5 triệu. Đấy, đúng nhanh. Đấy, chưa hàn vá anh em nhá. Chưa một vết hàn vá này. Bình thiểu này thôi. Nên đây tính cả sơn rồi anh em nhé, chứ không phải tự dưng đâu. Thôi xuống đây, hôm nay chốc bàn thì sơn luôn. Đấy. Ngọc nó quá sáng luôn. Chắc chắn trên video này sẽ người. Lúc này bảo là tắt rẻ rẻ nhưng anh em không hiểu đâu. Chơi chứ không hiểu được. Bình này nếu anh ở ngoài thì anh chuyên anh bán ra ngoài. Ít nhất phải tầm 3 triệu mấy, 4 triệu mấy. Thậm chí có chỗ bán hơn 5 triệu. Sao bắt đầu phải đi sơn nữa, sơn. Bây giờ bảo đi sơn nhá. Đi bạn đi sơn đi. Tổng vàng nữa hơn triệu rồi. Nếu đi làm ở Huế là toàn hơn triệu, triệu tư là gốc. Đúng không? Tính cho mình hơn 3 triệu đồng mình nhiều. Đúng không? Nhưng được cái lòng sáng trưng. Quay lên ra cửa hàng tí. Để tư vấn bác qua cái xe cho nó có video. Tôi xem cái đôi thuộc kìa. À, tôi chủ động cái này. Ừ. Đây nhá, như em phân tích trên kia đấy, thì cái bình này của bác thì bác vào lại bình 5 triệu thì bác chọn lòng sáng trưng này đúng không? À. Bây giờ bác lấy cái bút xóa đây đi thôi. Bảo bác đánh dấu cái bình này vào. Nó dễ. Mình cứ rõ ràng. Tức là bình này em có trách nhiệm là được bác chọn, để em báo giá cho bác và bác đánh dấu đây cho em. Xong em xác nhận đi sơn màu đen cho bác và vào tem. Và đánh dấu vào đây để em đánh TK. Đánh dấu của bác vào đây. Để sao bác nhận đúng mình này nữa mang tiếng. Và bác đánh dấu cái gì vào đấy cho nó thoải mái. Bác cứ ấn nút ấn xuống viết. Đấy, ấn xuống. Ồ. Ok, được rồi. Thế là bác nhớ hội là được rồi. Đấy, anh em nhá, à, cái bình ra. Đấy. Quan điểm của em như này anh em nhá. Là để anh em mình thoải mái nhất. Đấy. Cứ quay chung chung thôi. Quay chung chung là được. Có nghĩa là bây giờ bác xem lúc thùng đúng không? Lại đi xem thùng. Cái thùng đúng đây, đúng đây rồi. Đây. Ở đây, ở đây đúng không? Xong chưa? Ở ngoài, không mấy cái xong rồi. Đây bác lên ra. Ra ra ngoài, xong ngoài. Như con này bác nhá. Đấy, là 3 thùng. Bác nhìn, bác nhìn đi, nó đúng thế này. 10 con như nhau cả 10. Cam kết cho bác không lỗi. Anh trình thùng đây. Anh trình thùng rất là mới. Đấy. Đây, bỏ xem con này. Đây. Em chấp nhận bóc này để cho bác xem con này. 5-7 triệu. Đó. Đó là anh chỉnh con này.
đây đấy, xe chưa xong rồi bác nhìn nữa, nó không được đẹp thôi, không kinh phút đấy. Xong rồi lên nhìn nó mới đẹp. Mất công bác xem đây rồi, nhưng tiền cho bác xem luôn. Đây là phút đời cao, quan trọng là đời cao bác ạ. Đời cao. Đó là phun nhũ. Đó, hai chân chút đấy. Như đôi thụt này. Như đôi thụt này của nó là nam củ. Đấy, đây là tem điếc này bác nhìn này. Bác lên đúng là hết. Đấy. Bác anh chỉ thụt kia là 3 triệu. Là bao gồm đã trừ được cái, ví dụ cái thụt kia là 3 triệu rưỡi đấy, mình trừ đến 500 gọi là còn 3 triệu. 500 triệu 5 triệu. Còn bác thích hành trình thụt là 10 triệu thì em có, thì theo em thì không cần thiết. Nhưng hành trình thụt của xe 80 triệu, 83 triệu này là được rồi. Đấy. Bác thích này, đúng đây như này. Khi bác nhận xe đúng như này, nếu bác không ưng em có sẵn sàng bỏ tiền túi ra, em chịu trách nhiệm tháo ra và em biếu bác cái thụt đấy nếu bác không ưng. Còn là khi giao xe và ưng rồi. Còn những thụt kia mình chưa làm xong mình nhìn nó mộc thế thôi. Đấy. Như cái thụt này là làm rồi. Làm xong hết rồi. Đấy, chỉ quấn vào là giao xe thôi. Đấy. Đây là chất nhũ xịn hết, đường đi của nó hành trình thụt là xịn hết. Chẳng hạn như cái thụt mà tôi mà vào là nó sau này nó sẽ như thế này. Đúng như thế này luôn. Em coi như cái này, em bảo là coi như cái này của bác đi. Khi bác lên đúng như này, có cái kia cũng được, bác thích cái gì cũng được. Đấy. Còn đây này, còn bác thích thì nó sẽ như này này. Cái đầu bò mạ cà rôm đâu rồi? Thế này. Đây nhá. Kia trong kia. Đây này bác này. Đây này, theo em bác lên cái này này. Đấy. Ở ngoài bác thêm 1 triệu đây này. Hành trình này cái này. Cái này thì nó bác về là nếu so với cái trước bác xem nhà em nghe 5 triệu nó khác. 12 triệu thì 6 triệu thì em là nó khác hẳn rồi. Nó không còn là 2-5 triệu nữa thì không phải là mình lãi hết đâu. Mà giá trị xe nó lên, nhưng mà nhìn này. Đấy, bác lấy cái đầu bò này. Cái loại macaron này nó rất đẹp này. Tức là khi bác lên nhá, chiếc xe của bác như một chiếc xe mới. Bác hình dung như thế, từ trong ra ngoài. Như một chiếc xe mới. Này, bác bắt tiền ở ngoài 1 triệu. Đây, 10 con như nhau cả 10. Bác hình dung như em bán ra ngoài thì 10 con như nhau cả 10. Đấy, đây nhá, dỡ cho bác 2 con là bác nhìn sẽ biết. Dỡ ngẫu nhiên thôi nhá, ngẫu nhiên thôi. Chứ không phải là bảo là sắp đặt. Đấy. Đây là bò mạ cà rô, bác nhìn thấy chưa? Đấy, kẹp không ạ? Còn đầu bò bán cát thì bác nhìn, đây 3 con đi. 3 con ngẫu nhiên đi. Bác biết nhá. Quan điểm em thì nó rõ ràng. Bác mua hay không, hay bác để mộc hay không cũng là quyền của bác. Không có đem nghe được, còn em chỉ là người tư vấn thôi. Đấy, bác cho bác xem 3 con. Cái đầu bò mẹ rôm này rất là đẹp. Bác nhìn con xe, bác so mấy con xe ở ngoài hãng ấy. Bác so con xe ở ngoài hãng mới tinh ấy. Thì cái này là 1910. Con chiếc xe mới. Còn đầu bò không mẹ rôm thì đây. Đấy, bác ra đây. Không mẹ rôm thì nó như này. Nó tối tối. Đây bác ạ. Chỉ được như này thôi. Không phải con này rồi. Hết cái bò này rồi. Nó chỉ gọi là sáng. Đây kiểu dạng như này thôi bác nhá. Nó chỉ dạng như này thôi. Đó. Cũng là sáng, sạch nhưng không bóng, cái kia là bóng. Có cần em mang về để đội cho bác xem không? Thế nó lên con xe 50, 30, 40, 50, 70. Đây là tư vấn cho bác. Đây em mang đây. Tiến này cầm một bộ mạ cà rôm đẹp đây cho bác xem. Cái đầu bò thôi này bác nhìn thì bác sẽ nhận chuẩn nhất. Chẳng hạn như cái xe của tôi đầu bò sau này nó sẽ như thế nào? Đây. Đầu bò bác lên như này. Đây là mình phun cát thôi, còn đây mạ cà rôm này, bác nhìn này. Đó, mạ cà rôm. Bác thích mạ sáng hơn em, mạ sáng hơn được. Như cái này đúng chất của nó cũ của nó. Cái này nó là full cát thôi. Ở trong ra ngoài sạch bóng hết. Đây còn đây mới mang đi xử lý, còn mang này còn làm lại hết đầu bò luôn. À, nhìn này. Nó thơm hơn đúng không? Thấy nó thơm hơn và cái này sáng hơn không? Đây này, con bác như này này. Đấy, như này này. Đấy, đúng như này. Còn con đây, còn con con lên đây nó như này. Như ông này nó gọi 25 triệu bóng thêm hẳn bạ rôm. Đấy, nó như này. Đây này, bác thấy đẹp không? Như bộ này này.
một chín một mười như nào ấy. Lên xe nó khi nào lên xe xong rồi nó mới đẹp được ạ. Liền nó chưa xong nhìn nó không ra đâu vào đâu. Đây còn bắt mình nhìn bên trong máy này sạch sẽ nhất, côn này. Không bao giờ cho vệ sinh hết. Khung bên trong là sạch sẽ hết, bóng đấy. Nếu có bác hơn nhau ấy, điện là bác không mất tiền. Cái của tôi trước là bao nhiêu vậy? Là... Có bác là 25 triệu. 25 triệu nên tôi vào cái này hơi như này không biết là khoảng 1 triệu nữa. Vâng. Rồi nó 26. Cái củ hơi xịn như cái củ hơi là nó khác củ này chứ. Cái củ này là củ hơi gì đấy? Hôm nay ngoài. Đây xịn đây này. Thì nó mấy tối đã này. Đây đây của bác đây. Đây đây, như này. Cái này 97cc. Nói chung là cứ bác yên tâm xịn là được. Cái này mới nói ra đây. Đây của máy rồi. Cái này nói ra thì đâu của máy rồi. Đây bác này. Cái này thực tế của máy móc cho bác nhìn này. Cái này của máy hơi xịn này. Bác xịn này mới nhá, có chữ 7cc ở dưới này có chữ này, dòng này. Đấy. Bác hình dung là đã sơn lên rồi thì không ai phát hiện ra được. Nhưng em cam kết xịn là xịn, thế tôi cho nó nhanh. Bác hiểu ý của em không? Đây của bác nó lên đúng nhỉ. Đây. Máy, của máy móc này. Của bác lên đúng như này. Nhưng mà hơi xịn, em chắc chắn hơi xịn nhá. Là cái này là vẫn cốt không thì hay là cái vâng. Hôm ấy là bác thích cốt không, cốt không mà thích cốt một, cốt hai là không quan trọng. Không biết sao phải xịn. Còn bác biết một củ hơi xịn nó 1 triệu là em tặng bác thôi. Chứ bình thường của hơi xịn nó có thể lên 5, 7 triệu cơ. Bác hiểu ý không? Đấy. Bác biết nếu tính 1 triệu có lãi được bao nhiêu tiền đâu, còn phải sơn xịn lại nữa. Đúng không? Cái này với cái này là một ạ. À? Không đó. Cái đầu cái củ cái này. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Còn cái phun ngăn nước nó khác, cái khô nó khác. Còn cái này cái này là cái này là do khách nhà của em là bảo mà nhẹ đi. Tức là tùy từng người. Đây nhá, cái thốt bác đúng như này nhá. Bác nhìn này, đúng như này nhá. Đúng lên cái xe như cái xe 80 triệu này bác nhìn thấy rồi đúng không? Đấy, đúng như này luôn. Ok. Con này. Con này cho nhanh nhá. Tốt cái bác này củ máy bác lên đúng như này. Cái video này sẽ làm chứng là đầu bò đúng như này luôn, hơi đúng như này, của máy đúng như này, được chưa? Ok bác nhá. Đấy xong rồi ra thụt này, ra bình xăng, rồi ra yên, thế là xong và bao ship cho bác. Máu mà nó lẻ này, thế là cái này tùy từng tính cách, có những cái không mà phải làm nó máu lên, thế là máu lên. Đấy, cái này nó không so sánh được, tùy nó từng người. Như cái, đây bác tích bộ nào đánh dấu luôn nhìn này, này, thế này, bác tích bộ này đánh dấu đúng bộ này đẹp hơn này, bộ này nhìn đẹp hơn này. Tôi nghĩ tôi không muốn vào cái này, cái nguyên si của nó là như thế nào thì tôi thấy mà tôi ý tôi hỏi như thế. Nguyên si nó như cái ngoài kia. Thì nó xỉn hơn. Nếu nó phun cát cát thường. Cái này rắc lên là nó so với cái xe mới thì nó đúng nhau. Có nghĩa là em đấy em tư vấn cho vào bác đơn giản lại thôi là tùy bác. Đấy. Cái này như cái vào cái này. Vâng, mới lại so với lại cái kia thì là cái này phải vào thêm bao tiền nữa? 1 triệu nữa. Là phun nè, là trong nó có cả trọn gói cái hơi bác là được đi tính nhận sơn chống cháy luôn. Bác cái hình dung là này cho dễ này. Cái này nói ra nó hơi dễ, nó hơi trừu tượng này. Khi bác làm cái chế độ này là cái xe trong hãng nó sản xuất như nào đấy, cái này 1910 hơi đầu bò như thế. Còn kia là mình làm thủ công nó khác. Bác hiểu ý không ạ? Cũng như sơn tay nhá. Nếu bác sơn tay mà nghệ nhân sơn nó khác. Sơn tay là một là người sơn bình thường nó khác. Còn sơn tính nhận nó là sơn công nghiệp rồi. Đấy. Em thì bác thích sơn cái gì làm ở đấy. Nhưng em toàn sơn tĩnh điện luôn. Mà nhiều người thích sơn tay em sơn tay luôn. Đấy. Cái này nó không, em không ép ai cả. Ai có bình xăng là biết bình xăng là bao nhiêu. Cái bình xăng này của nó giá bán là mười mấy triệu. Của bình cốt này rồi. Đấy. Một cái bình này là 20 mấy triệu mới tinh. 22 triệu. Bụng một em bảo đằng hàng sơn tầm 10-20 triệu. Còn đằng thủ giả cũng như những cái bộ này làm. Không phải là nó có hay. Như ông này này, có những ông nữa dọn cái chai 5 triệu nhưng vào cả của máy 10 triệu. Riêng cái máy này 10 triệu rồi. Nó là vô giá. Mình cảm thấy ưng là được. Thì bác bảo yêu con xe 80 triệu, con xe 150 triệu với con xe 25 triệu giống nhau hiền. Nhưng hơn nhau cái đồ là chất đồ đấy. Cái chất ở trong cái đồ đấy. Bây giờ mình, em bác xem đấy em có phải là gì đâu. Em nắm được khách gọi em chán chẳng muốn tư vấn nữa. Vì tức là bây giờ nó phun rồi. Gọi cho em có khi cả ngày cũng không liên lạc được.
Tại vì lúc em đang đi giao xe rồi em đang ngủ. Em toàn đi tối em giao xe, ban ngày em ngủ. Có giao nhận khách được đâu. Đây là em tư vấn cho bác đấy, được cái bình xăng rồi, cái thùng đây. Là cái đấy ba thứ thôi. Mà nếu bạn nếu em tư vấn thêm của tôi vào cái bình xăng với cái thụt. Rồi. Còn cái yên này nhá, rác vào bình, rác vào bình xăng. Cái yên thì tôi vào cái yên này là cái yên 1 triệu phải không? Đúng rồi, 1,5 triệu. Thôi như này nhá. Nếu bác đang nói như thế thì em muốn nó chọn gói đẹp như này này, em vừa bán vừa tặng bác. Vì bác là người đến đây từ xa, em chắc chắn cái combo là bác sẽ thích này. Cái bình xăng nó là 5 triệu rồi. Cái thụt bác vào thụt 5 triệu. Hay thụt 3 triệu. Bác cứ nói đi. Em sẽ combo cho bác, hay nói như này nhá, bác vào cái thụt như này là 5 triệu. Thụt này 3 triệu đúng không? Thụt này 5 triệu. Cái bình xăng 5 triệu. Cái yên này là 1,5 triệu. Bác em combo cho bác luôn, vừa tặng bác cái kia 1 triệu. 1 triệu đi. 1 triệu với cái này 1,5 triệu là 2,5 triệu. 2,5 triệu mới 5 triệu. Mới 5 triệu là 12,5 triệu đúng không? Em lấy bác 11,5 triệu. Coi như yếu bác tiền xe lên này 11 triệu. Hay có khác tặng bác cái đầu bò. Thế cho nó dễ. Thì là cộng gọi là tính bao nhiêu? 11,5 triệu cộng với cả đấy. Đấy lâu bác 1 triệu rồi đấy. Coi như bác lên đây thì em mới dặn bác này bác lấy công làm lãi thôi. Cho bác thoải mái vì bác lên đây rồi là tình cảm. Thế là 26. Nhưng 1,5 triệu là 375. Và nếu nhà bác bên Nguyên đúng không? Em tặng bác tiền ship. Nếu bác lấy chọn gói xong không nói nhiều 37 triệu khoảng rồi. Không không, tặng cái tiền ship rồi. Đúng không? Tặng tiền ship rồi, trừ 1 triệu tặng 1 ship rồi thì nữa. Trừ 1 triệu xong tặng cả tiền ship rồi. Nó có lẻ loi tí mà. Đúng không? Được rồi, chúc mừng 37,500 nha. À, vâng. Anh em ơi, chốt kèo cho bác Hợi ở Tuyên Quang, gốc ở Hưng Yên. Là bác đi xe khách này từ Tuyên Quang xuống nhà em đúng không? Bác đi từ mấy giờ sáng? Tôi nay tôi ở Gia Lâm, Hà Nội về đây. À thế ạ. À, bác đi chốt con học đúng không? Vâng. Rồi, chốt bác Hợi ở Tuyên Quang đi, nói cho nó đúng là Tuyên Quang. Một chiếc xe Win huyền thoại 100 bác dọn nhà em cách đây tầm khoảng hơn 2 tháng là giá 25 triệu. Nhưng bây giờ lấy lên 26 là bác có lãi 1 triệu rồi. Và bác thêm cho em bình xăng VIP luôn mạ 5 triệu. Thụt ngon luôn, 5 triệu. Với đầu bò mạ em như ở trong hãng đấy. Và yên zin. Đấy, và bao ship cho bác chọn gói gì anh xét. Cứ đến tay bác là 37,500. Bác đã cọc cho con 5 triệu rồi đúng không? 10 triệu. À 10 triệu đúng không? Là còn 26,500. 27 triệu này. À 27,500. Là chốt cho bác là hôm mùng 2 âm giao. Nhất trí. Cố gắng mùng 2 mùng 6 trong mùng 2 ấy đẹp được không ạ? Được. Đấy. Bất kể là mùng 2 được hoặc mùng 6. Rồi trong 2 ngày đấy. Trong 2 ngày. Thì con trả sang tận nhà bác, bác đi thử bác kiểm tra xe đúng như con cam kết đầu bò này. Và yên zin rồi bình xăng thủ đúng như thế kia. Thì bác mới trả tiền. Còn không con chịu trách nhiệm. Được không ạ? Được. Ok, cảm ơn bác rất nhiều. Chúc bác và đình thật nhiều sức khỏe toàn lành nha. Chúc kèo thành công cho bác Hợi ở Tuyên Quang em nhá. Đấy, cảm ơn bác rất nhiều. Bác rất ít nói, bác nói bé nhưng nhiều khi lên mạng em này không có bích. Ok, chúc kèo thành công, cảm ơn anh em. Đây là bác sang nhà em đang mua xe này. Bây giờ em trả bác ra đi về anh em nhé. Hai anh em chốt xong rồi anh em mình đi về. Thôi, đi. Chào các bác nhé. Em bác ra đây em trả bác lên xe. Anh em nhá, bác Hợi là bác mua xe nhà em bây giờ mới trả ra bắt xe. Bắt xe bác đây Hà Nội mới cả con trai bác ấy. Ra xe Hoàng Hà đi Gia Lâm. Đấy. Làm nghề có cái video nó phải đầu đuôi bác. Đấy nhiều khi. Gì đâu. Đấy. Ok anh em đợi em nhá. Đây anh em này, em đang đưa bác ấy đi bắt xe. Đấy, có video hành trình. Đấy, em đi đâu làm gì thì em đều có cái video. Đấy là anh em thông cảm. Đấy. Nhà em là từ đường 1, từ ga Phủ Lý hay cầu Hồng Phú này, hay là Mường Thanh này. Về nhà em là nó rơi vào tầm khoảng 2 cây số anh em nhá. Đấy. Hai bác cháu đang đi ra bắt xe về. À, sắp đến nơi rồi anh em nhé. 300 mét là đến chỗ bắt xe. Đây đưa bác ra ga Phủ Lý đây anh em nhé. Đây là ga Phủ Lý này. Đấy. Bác về nhá. Bác cứ đứng kia cứ xe Hoàng Hà đi ra Lâm bác đi nhá. Cứ tầm khoảng 15-20 phút một chuyến. Cho cảm ơn bác nhá. Ok, chốt kèo thành công anh em nhé. Đưa bác ra bến xe. Đấy. Ra bác ấy bắt xe Hoàng Hà bác về Hà Nội. Nhà bác ở Tuyên Quang nên thăm con. Đấy. Ok anh em nhá.